Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông từ hôm qua đã nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sẽ mạnh lên thành bão. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau là bão còn phức tạp trong thời gian tới. Quý vị cần liên tục cập nhật những thông tin mới nhất để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão nên ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh dần lên mức cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trở lại với thời tiết trên đất liền. Từ nay 30 tháng 6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Dự báo lượng mưa tích lũy 24 giờ phổ biến là từ 70 đến 150mm, có nơi còn trên mức này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7. Còn đối với khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận, Bình Thuận cũng do tác động ở rìa nam rãnh áp thấp nên trong những ngày tới cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Vào ban ngày, mưa giảm hơn, trời chuyển nắng, nắng nóng suy giảm đáng kể so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ ở ngưỡng là từ 33 đến 36 độ. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang tiếp tục hoạt động mạnh hơn. Dự báo trong 3 ngày tới, Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông từ diện rải rác, sau tăng lên diện nhiều nơi. Cục bộ có nơi mưa to với thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và tối. Trong mưa dông cần hết sức đề phòng với các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh đi kèm.